Cầu Long Vương Tử. Cầu Long Vương Tử. À, chùa ẩm thực chay Hoài Nhơn. Cảm cái chân ha. Lười gỡ cái dài ra mà nó nặng hết chân. Rồi. Long Vương Tử ha, để lên phía trước ha. Trước cổng chùa, chùa thì rất là lớn á. Đấy, chùa Long Vân ha. Cổng là bằng gỗ. Địa chỉ ở đây là 125/2 Bùi Đình Tý. À vậy là đường này đường Bùi Đình Tý ha. Phường 24 quận Bình Thạnh thành phố Hồ Chí Minh. Chiều từ sáng 6 giờ tới 12 giờ, chiều từ 13 giờ cho tới 20 giờ 30, tới 8 giờ rưỡi mới hết ha. Rồi đây cái cổng chùa rất là đẹp bằng gỗ. Rồi giờ mình xem chùa ha, tham quan chùa, mình ngồi thành thị hát dùng sơn lâm muôn nghiệp lặng an nhàn để tính mỗi ngày rồi tự tại hơn tâm tham ái nguồn rừng chẳng còn nhớ châu yêu ngọc quý thị phi tiếng lặng được giàu nghe tiếng thốt anh ngâm chơi nước biết ẩn non xanh nhân gian có nhiều người đắc ý biết đào hồng hay liễn lục thiên hạ năng mấy chủ tri âm nguyệt bạc vừng xanh soi mọi chỗ thiền hà lái láng liễu mềm hoa tốt các quần sinh tuệ nhật sân lâm sàm lâm trần nhân tông 1258-1308 cư trần lạc đạo phước hội thứ nhất. Dừng vô này qua video mới đi.